May mà có cái máy đo. Ui, mày quá nha mày. Phải từ 68 vừa khít này. Ok, 6 rồi. Mày thế nhỉ. Dây thì hơi thấp một tí nhưng mà không sao. Chào các bác nhá. Đây là một cái thuê bao mà đã triển khai cách đây 3 năm rồi. Thuê bao này khoảng độ gần 700 m. Bây giờ nó đang bị suy hao. Đo ở gần cái cục modem chính thì tín hiệu nó là âm 42. Hôm nay sẽ sử dụng là cái công cụ là máy đo chạy bằng cơm. Tại bây giờ buộc mấy cái điểm ở trên này cũng không biết là điểm nào nữa. Bây giờ nó suy hao 20 mấy dB luôn. Đợt trước là đi theo cái cột của bên Mobi thì phải, đây là cái cột của Mobi. Bây giờ ở trong cái đống này là có cái cáp nó đang chạy ở trong này. Bây giờ thì sẽ em sẽ đi một lượt xem là nó có tình trạng bị như nào đã. Đây cái dây Mobi nó bị rơi xuống dưới đất này rồi. Dây vẫn còn ở trên kia. Tín hiệu âm 40 mấy, tức là nó gấp rất là mạnh. Cho nên cái tín hiệu quang nó không đi qua được cái điểm gấp đấy. Cho nên suy hao nó cao quá. Đợt trước kéo rất là ngon rồi, nhưng mà đi qua mấy cái lùm cây này dây dợ là bị. Cái thuê bao này thì cũng đã triển khai kéo lại một lần rồi. Hôm nay lại bị mất tiếp. Thuê bao càng xa thì cái tỷ lệ sự cố nó càng nhiều mọi người ạ. Ở đây có thấy vết xe ô tô này. Thấy có vết xe ô tô vừa mới đi hôm qua này. Cái nhà này thì nó đứt, nó bị từ hôm qua. Đây thấy chỗ này buộc cao này, lên này. Chắc hôm qua ô tô đi đoạn này. Đây có thấy có vết bánh xe này.
thật đấy. Chỗ này thấy dây căng thế nhỉ. Thấy có một cái cột sắt ở đây anh ạ. À đây, hôm qua người ta chặt tre đây này. Chắc bị đứt đoạn này rồi. Đây, đây là cái hôm qua dân chặt tre này. Chắc là bị chặt phải rồi. Đây, dây trùng nhất này. Để các bác nhé, để sờ theo cái đường dây này xem nó có bị chặt chỗ nào không. Có you
căng nhỉ. Thank you.
Tình hình là nó bị cái khoảng này rồi, nhưng mà chưa tìm thấy địa điểm điểm nào bị, chắc chắn là bị điểm này rồi. Cái này chỉ có thay lại dây thôi các bác nhá, thay một nửa đường, một nửa đường của cái cáp thuê bao này. Căn bản cái thuê bao này nó cũng suy hao, nó cũng cao rồi. Cho nên sẽ thay lại cái dây. Để tí nữa lại đi lấy cáp rồi sẽ thay lại cái dây ạ. Mình sẽ không đi cái đường này nữa. Mình sẽ đi vòng theo cái đường bên kia. Đường bên kia, đường theo đường cột điện của nhà, của công ty ở trên này. Ở đây nó không phải nó đứt lìa cho nên là rất khó tìm lắm. Mình chỉ căn vào cái chỗ người ta chặt cây thôi, nhưng mà chắc chắn là bị đoạn đấy luôn. Nếu mà mình đi lần khoảng độ tầm 30 phút mà không thấy có phương án xử lý thì tốt nhất là nên thay dây đi nha các bác nhá. Chứ mình cứ đi lần mãi này mất thời gian lắm. Ra để hẹn khách rồi chiều vào thay cái dây van. Nếu mà mình có cái máy đo của tín hiệu quang điểm đứt ấy thì nó sẽ xử lý nhanh hơn. Nhưng mà cái dây này thì nói thật với các bác là dây này nó cũng bị mượn điểm nối mấy lần rồi, bây giờ nó đã suy hao rồi. Suy hao bọt kém rồi nên mình sẽ thay đi vòng qua cái núi này. Sẽ không đi theo cái con đường này nữa. Sẽ vòng lên chỗ này. Ở đây phải có dây mới thay được. Hôm nay thì không còn dây. Ở chỗ này phải mất 300 mét đấy. Ôi, chào các bác nhá. Hẹn video tiếp theo các bác nhá. Đây, xử lý sơ qua, xử lý sơ bộ thôi. Để báo khách hàng đã. Đây. 20 phút để mình đi lần nhưng không thấy có dấu hiệu gì. Xử lý sau thôi. Đấy các bác nha, tình hình là lúc sáng thì không tìm thấy điểm đứt. Định thay dây rồi nhưng mà cả trung tâm thì không còn một cái dây nào. Không còn một cái đoạn dây nào. Và mượn anh em cái máy đo điểm đứt này. Để đo. Xem nào. Xem cái vị trí đứt ở đâu này. Có cái máy này thì làm nó rất là dễ. Ba mươi sáu mét mất luôn này. 36 mét này nhá. 36. Đây anh em xem cái chỉ số chưa này. Chỉ số cáp đây.
mở hết rồi sao? Đây, đợt trước là còn rất nhiều những cái dây thuê bao ở đây. Còn mấy cái dây đoạn này nó vẫn còn dùng ok này. Đây, sẽ tận dụng lại cái dây cũ của nhà khách hàng đợt trước là chuyển về cái cột bên kia. Thì mình sẽ kéo sang bên này. Đây, sẽ lấy từ cái vị trí này là hơn 100m này. Mình sẽ cắt lấy đoạn này. Dây này ok đấy nhá. Nhầm mẹ rồi rồi nhá.
Dây này mới đúng này. Cắt nhầm cái dây nha bên kia. Tức thật đấy.
Đây, mình sẽ thay cái đầu này. Thì nó đến cái đoạn này thôi. Mười, hai mươi, ba mươi. Là 6 mét đến cái cột ở đây rồi. Cho nó đoạn bị đoạn này rồi. Hình như buộc đây sao? À đây này, nó buộc ở đây này. Buộc trên này. Đây, buộc đây. Đằng nào nó cũng bị ngắn. Đằng nào nó cũng bị ngắn dậy rồi nên thay luôn đó này đi. Lúc sáng họ buộc vào cái cột ở đây này. Được thế. Tìm mãi không thấy đâu.
Vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Sáng có máy đo thì xong rồi. Chơi máy đo bằng người này không ăn thua. Máy đo chạy bằng cơm này. Không chơi được. Máy đo chạy bằng cơm bình dân này không ăn thua anh em ạ. Mất thời gian lắm. Còn là hơn tiếng nữa sự cố này hết. Không hiểu sao người ta buộc được ở đây. Đây này nó buộc gấp như này. Đi luôn này. Thank you.
Mẹ lúc nãy cắt nó còn dài dài. Nãy mà cắt ngắn thì không đủ dây anh ạ. Đấy, lúc sáng thì mình cũng nghi đoạn này rồi, là căn bản là cũng không có giật dây, giờ này là bị lỗi, mình cứ nghi đoạn này cơ. Đây là cái dây của bên Mobi. Cái dây nó không đủ. Vừa thì nối tạm. Dây này sẽ uốc được thốc thôi anh ạ, không uốc được cao, nó ngắn dây. Dự định là thay dây phải đó.
hơn 3 giờ là sự cố nó qua 24 giờ. Anh em cắt này. Cắt lỗi. Cái dây này nó đang bị suy hao anh em ạ, cho nên là cắt cẩn thận. Không biết có ok không nữa. Tín hiệu mà âm tầm 23 là đẹp. Hay gọi nhiều thế nhỉ. Ui, 24-81 quá đẹp. 24-81 vừa đóng được luôn sự cố luôn anh ạ. May mà có cái máy đo. Ui, mày quá nhỉ mày. Phải từ 68 vừa khít này. Ok, xong rồi. Mày thế nhỉ. Dây thì hơi thấp một tí nhưng mà không sao.